Nghĩ làm tiếp viên hàng không rồi nhưng đối với mình máy bay và bầu trời vẫn là một điều gì đó rất là đặc biệt. Lần này đi Trung Quốc lên máy bay cảm giác lạ lạ quen quen, khó tả ghê. Sân bay Thâm Quyến to mà đẹp lắm nha. Đáp cái là mình vô trung tâm thương mại dạo liền, đồ ăn vặt đi đâu cũng thấy hết nè. Một cái store ở bên Trung mà rất là nhiều đồ đẹp. Nhất là cái bộ này làm Vinh phải bước vô trong đây. Ôi cái kiểu này nó dễ thương. Eo, xinh. Cái đầm này cũng đẹp nè. Đầm này thì nó sẽ khoảng đâu đó là 1,3 triệu. Mình thích cái set này kinh khủng luôn, nhìn nó sang. Cái chất liệu vải twist này rất là đẹp luôn á, nó không có bị quá dày mà cái nút nó cũng đẹp nữa. Riêng cái áo này không, nó đã là hơn 1 triệu rồi. Dạo này đang kiếm một cái đầm kiểu basic đơn giản giống vậy nè. Cái này chất liệu vải rất là đẹp nha, nên chắc là mình sẽ thử cái này. Cái này nó sang gần chết. Bên trên người đã thấy cái form nó đẹp rồi đó. Áo nhỏ xíu vậy mà cũng hơn 1 triệu nha. Bên này thì sẽ làm mấy cái bộ đồ hơi nổi bật và kiểu nó hơi lạ một xíu. Ví dụ như cái này. Hình mẫu mặt này mọi người, gắt. Này xinh quá trời, má ơi luôn. Bên đây là team tiểu thư kẹo ngọt nha. Trời ơi trời, hú tôi cái bộ màu hồng này. Này mình thấy thiết kế lạ nè, nó sẽ phối hai màu vải với nhau. Trời ơi, nói thiệt là màu xanh lá rất là khó làm đồ nha. Làm ra cái màu xanh lá nhìn bộ đồ nó sẽ rất là kỳ. Nhưng mà cái bộ này nó cưng xỉu. Đây, trend năm nay denim nè, cái denim này xứng đáng không mấy bạn? Đúng như mình dự đoán thì áo này quá đẹp, nhìn rất là sang, tiểu thư đài cát đồ đó. Quần thun này thì chắc do mình mặc không quen hay sao á, cứ thấy nó kỳ kỳ. Set này cũng áo đẹp quần kỳ kỳ luôn. Năm nay chuộng denim đó nên là áo kiểu này lạ, phông cứng, lên người nhìn rất là bốc cháy luôn nha. Cái đầm này mình thích nhất luôn, đúng style mình thích. Mà form và chất rất là đẹp á. Nó vẫn có cái độ cứng nè, nên là ra cái form vai rất là đẹp. Mà vẫn mềm và rũ, tạo cảm giác thước tha, nữ tính. Ước gì cái hoa văn nó không phải chấm bi á là mình cho 10 điểm. Tại vì Vinh thì không có thích cái hoa văn chấm bi lắm. Mua đồ xong thì mình phải đi ăn cho lại sức. Mình sẽ ăn canh mala. Nhìn như lẩu tự chọn Việt Nam á. Mình chọn các món mình muốn. Có mấy cái cá viên, bò viên, đậu hũ, rau củ, thịt thà đồ nữa. Nói chung muốn ăn gì thì cứ bỏ vô. Không chỉ là nhiều topping đâu mà mì, bún miếng cũng nhiều loại cho mình chọn nữa. Xong rồi thì mình sẽ đem đi cân và tính tiền. Sau đó mình sẽ pha nước chấm đồ ăn nè. Mình cũng pha kiểu ông bà mách bảo đồ đó chứ mình không biết là pha sao luôn á. Và đây là nồi canh mala của Vinh nè. Nhìn hấp dẫn quá chị em ơi. Edit clip mà ướt nước miếng luôn á. Ăn xong thì mình đi dạo thấy bạn này đang biểu diễn hát hò đường phố nên cũng ngồi lại nghe một tí xong rồi về ngủ. Mai lại quay tiếp cho mọi người xem nha.